Chào các bạn, xem phim cũng là một cách học tiếng Trung rất hay và hiệu quả. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn xem một tập phim của bộ phim. Xiào thấu bà bà, đà thấu ẩn zi. Bố đầu nhỏ, con đầu to. Đi sân thuộc giữa. Ý sân thuộc giữa. Ý là lấy, dùng. Sinh là thân, tuổi làm, giữa tắc trong nguyên tắc, quy tắc, lấy mình làm nguyên tắc, ỷ sinh tuổi giữa hay là lấy mình làm gương. Xiào thấu bà bà, gái hoàn wǒ wán lạ. Xiào là nhỏ, thấu là đầu, bà bà là bố, ba. Xiào thấu bà bà, bố đầu nhỏ, là tên của nhân vật bố này. Gái hoàn wǒ wán lạ, gái là nên, hoàn là hoán đổi. Cái hoàn của có nghĩa là đến lượt tôi, đến lượt con. Ván là chơi, là rồi. Cái hoàn của ván là đến lượt con chơi rồi. Xiào thấu bà bà, cái hoàn của ván là. Đợi hồi, tôi sẽ vãi một hồi. Nhi tặng y hồi, tôi sẽ vãi y hồi. Tặng là chờ đợi, y hồi, một lát, một chập. Nhi tặng y hồi, con đợi tí. Wǒ zài wǎn yì huǐ. Zài là thêm nữa. Wǒ zài wǎn yì huǐ. Bố chơi thêm tí nữa. Nhi tặng y hồi, wǒ zài wǎn yì huǐ. Xiào thấu bà bà, gǐ wǒ wǎn mà. Xiào thấu bà bà. Kể wǒ wǎn mà. Xiào thấu bà bà, bố đầu nhỏ. Kể wǒ wǎn mà. Kể có nghĩa là đưa. Kể wǒ wǎn, đưa con chơi. Mà. Cái đây là trợ từ ngữ khí, có nghĩa là mà hay là đi mà, giống như cái ngữ khí mà ở trong tiếng Việt ta. Xiào thấu bà bà, kể wǒ wǎn mà. Đi sân thuộc giữa. Xiào thấu bà bà, đâu quài nǐ. Đâu là đều, quài là trách móc. Đâu quài nǐ có nghĩa là đều, nên trách bạn cả, hay là tại bạn cả, ở đây là tại bố cả đó. Xiào thấu bà bà, đâu quài nǐ. Nếu ngươi không chẳng yào không khí, phi cơ sẽ không đụng vào hoa bình à? Nếu ngươi không chẳng yào không khí, phi cơ sẽ không đụng vào hoa bình à? Nếu là nếu, chẳng là giành giật hay là cướp, yào không khí là điều khiển từ xa. Phi cơ là máy bay, tẩm mơ hội là sao có thể. Choang đạo, tông vào, đâm vào. Hoa phiến, bình hoa. A, đây là một trợ từ ngữ khí. Rú quá nì bù chẳng yáo không chi, nếu con không nhận cái điều khiển. Phi chi tẩm mơ hội choang đạo hoa phiến à? Thì máy bay sao có thể đâm vào bình hoa chứ? Đây là mấy chữ mama 最喜欢的花瓶了.
这是围裙妈妈最喜欢的花瓶了。这是 Layla 围裙来个答耶。妈妈围裙妈妈là mẹ tạp dề, tên của nhân vật mẹ trong phim này. Zui là nhất, xỉ khoan, thích, yêu thích, zui xỉ khoan, yêu thích nhất. Zhe shi wei qun mama zui xỉ khoan de hua ping le. Đây là bình hoa mà mẹ tạp dề thích nhất đó. 要是让他看见就糟了。要是让他看见就糟了。要是 là nếu.Giống như rú của bên này. Rằng là để cho. Khan diện, nhìn thấy. Yào sư rằng ta khan diện. Nếu để mẹ nhìn thấy. Chiu zao là. Chiu thì zao là tồi tệ. Chiu zao là. Là tồi đấy. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Xiao tố bà.如果你不抢遥控器，飞机怎么会撞到花瓶啊？这是围裙妈妈最喜欢的花瓶了，要是让她看见就糟了。嗯，哎，怎么能这样做呢？还是去承认错误吧。怎么能这样做呢？还是去承认错误吧。怎么能？怎么能？刚才烧个腿，这样做呢？这样做，làm như vậy, 这样là như vậy, 就这样, đôi khi người miền Bắc đọc là 这样, 这样做呢？怎么能这样做呢？烧个腿làm như vậy chứ? 还是, hay là, thì hơn, 还是去, đi.承认thừa nhận错误sai lầm 承认错误nhận lỗi nhận sai lầm bà nhé đi nó là trở từ ngữ khí hãy là đi 承认错误吧 hay là đi nhận lỗi thì hơn 怎么能这样做呢还是去承认错误吧不去你忘了上次我们把围裙妈妈最喜欢的衣服弄破了不去，你忘了上次我们把围裙妈妈最喜欢的衣服弄破了。不去，空的，你忘了，忘了 when， 你忘了，不 when 啊。上次冷之，我们把 ，đây là câu chữ 把 ，sau đó là một cái đối tượng và một hành động。弄破，弄 là làm， 破 là rách。弄破了 làm rách cái đối tượng gì đây? 围裙妈妈最喜欢的衣服衣服 là quần áo, bộ quần áo. 围裙妈妈最喜欢的bộ quần áo mà mẹ tập về yêu thích nhất. 把围裙妈妈最喜欢的衣服弄破了 làm rách bộ áo mà mẹ tập về yêu thích nhất. 不去你忘了上次我们把围裙妈妈最喜欢的衣服弄破了。结果一个星期都不允许咱们看电视。结果一个星期都不允许咱们看电视。结果 get what? 一个星期一个某星期的动雷一个星期某动雷都đều cũng不允许。允许了cho phép不允许không cho phép咱们chúng ta chúng mình chúng ta chú ý dám mình và của mình đều có nghĩa là chúng ta chúng mình nhưng mà của mình còn có nghĩa là chúng tôi tức là nó không bao gồm người nói còn dám mình luôn luôn bao gồm người nói chúng ta hay là chúng mình dám mình khan tiên sư tiên sư là tivi khan tiên sư xem tivi结果一个星期都不允许咱们看电视。Get what a suốt một tuần không cho mình xem TV。小头爸爸你记得吗小头爸爸你记得吗小头爸爸bố đầu nhỏ, 你记得吗记得了 nhớ, 记得吗 nhớ không? 小头爸爸你记得吗
bố đầu nhỏ có nhớ không? <cười> 怎么能这样做呢？还是去承认错误吧。 不去，你忘了，上次我们把围裙妈妈最喜欢的衣服弄破了，结果一个星期都不允许咱们看电视。小桃爸爸，你记得吗？对呀，今天晚上有很重要的球赛。对呀，今天晚上有很重要的球赛。对呀，对了，龙，对呀，龙尾，今天晚上。 今天晚上，昨天晚上，昨天晚上有个很重要、重要、关重、很重要、关重、很重要的球赛，球赛球了够，棒，球赛整棒。对呀，今天晚上有很重要的球赛。要不然咱们过了今天晚上，明天再向妈妈去承认错误。 要不然咱们过了今天晚上，明天再向妈妈去承认错误。要不然，等于了，không như thế。要不然，không nếu không như thế，không thì。咱们过了今天晚上，mình để qua tối đêm nay rồi。明天再，ngày mai再，ở đây có nghĩa là mới，thì mới。明天再向妈妈去承认错误。 承认错误，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 认错误
应，承认错误，娘老爸，你们还是现在就承认错误吧，还有那娘老爱不要提哼。对呀、啊，今天晚上有很重要的球赛，要不然咱们过了今天晚上，明天再向妈妈去承认错误。你们还是现在就承认错误吧。围裙妈妈，现在在晚上8点，我睡不着。围裙妈妈，现在才晚上8点，我睡不着。围裙妈妈，大妹大爷，现在才没有没晚上8点，不对，半夜。围裙妈妈，现在才晚上8点，没大爷，没有没半夜对，我睡不着。睡了我不着空着，睡不着了空着着，我睡不着光空着着。围裙妈妈，现在才晚上8点，我睡不着。哼，这可是对你今天说谎的惩罚。哼，这可是对你今天说谎的惩罚。哼啦呵呵，这可是来真来。这是đây là thêm chữ khở vô nữa để nhấn mạnh cái điều mình sắp nói. 这可是 đây chính là 对你今天说谎的惩罚，惩罚là trừng phạt, hình phạt, hình phạt dành cho tội gì đó thì mình nói là 对, nói cái tội đó và 的惩罚, 对你今天说谎的惩罚, 你今天说谎, 说谎là nói dối, 你今天说谎, hôm nay,con nói dối, 对你今天说谎的惩罚, hình phạt cho tội hôm nay con nói dối. 哼, 这可是对你今天说谎的惩罚。小头爸爸。小头爸爸, 狗狗。围裙妈妈, 现在在晚上8点, 我睡不着。哼, 这可是对你今天说谎的惩罚。小头爸爸，你求我也没用啊，我和你一样。你求我也没用啊，我和你一样。求了高高兴，没用，
vô ích vô dụng. 你求我也没用啊。Con cầu cứu bố cũng vô ích. 我和你一样。和你一样。Giống như con thôi. 你求我也没用啊。我和你一样。Con cầu cứu bố cũng vô ích. Bố giống như con thôi. 今天我也看不成电视，也上不成网了我。今天我也看不成电视，也上不成网了我。今天我也 hôm nay bố cũng 看不成电视，看电视 xem TV 看不成电视，不成là không được 看不成电视 không xem được TV 今天我也看不成电视 hôm nay bố cũng không xem được TV 也上不成网了我，也上不成网，上网了 lên mạng 上不成网 không lên được mạng 也上不成网了 cũng không lên mạng được也上不成网了我上来có chữ 我 ở cuối câu chữ 我 ở cuối câu này chỉ cái ý là rất là oan uổng thăng thân tách phận 今天我也看不成电视也上不成网了我小头爸爸你纵容大头儿子撒谎当然要受罚小头爸爸你纵容大头儿子撒谎当然要受罚小头爸爸 bố đầu nhỏ, 你纵容 纵容 là dung túng, 纵 là theo, 容 là cho phép, 纵容 dung túng, chiều theo, 你纵容大头儿子撒谎, 撒谎 là nói dối, giống như 说谎 lúc nãy, 撒谎, 小头爸爸 你纵容大头儿子撒谎, bố đầu nhỏ, anh dung túng, đầu to nói dối, 当然要受罚, 当然 đương nhiên, 要 phải,受罚比罚九罚小头爸爸你纵容大头儿子说谎当然要受罚而且你是个大人要以身作则而且你是个大人要以身作则而且hơn nữa你是个大人大人là người lớn người trưởng thành而且你是个大人 hơn nữa anh là người lớn要以身作则 phải lấy mình làm gương 而且你是个大人要以身作则你求我也没用啊我和你一样今天我也看不成电视也上不成网了我小头爸爸你纵容大头儿子撒谎当然要受罚而且你是个大人要以身作则大头儿子这么晚还不睡觉吗大头儿子老刀啊这么晚猛天来还不睡觉吗还不玩遮玩空还不睡觉吗玩空无效大头儿子这么晚还不睡觉吗小头爸爸明天是周末晚一点睡没关系小头爸爸明天是周末晚一点睡没关系小头爸爸 bố đầu nhỏ 明天 ngày mai 是 ngày mai là 周末 có nghĩa là cuối tuần 小头爸爸 明天是周末 bố đầu nhỏ 啊 ngày mai là cuối tuần 晚一点 muộn một tí 睡 là ngủ 晚一点睡 ngủ muộn một tí 没关系 không sao không vấn đề gì晚一点睡没关系无母目的空烧小头爸爸明天是周末晚一点睡没关系我还想再玩一会儿遥控飞机呢我还想再玩一会儿遥控飞机呢我还想
刚刚muốn, 刚刚định, 再玩一会儿, 再玩一会儿, chơi thêm một tí, 我还想再玩一会儿, 刚刚muốn chơi thêm một tí, 遥控飞机, 遥控 là điều khiển từ xa, 飞机 là máy bay, 遥控飞机, máy bay điều khiển, nữa, nữa, đó, 我还想再玩一会儿遥控飞机呢, 刚刚định chơi máy bay điều khiển một lát.大头儿子，这么晚还不睡觉吗？小头爸爸，明天是周末，晚一点睡没关系。我还想再玩一会儿遥控飞机呢。玩什么遥控飞机？你忘了，你的遥控飞机被围裙妈妈没收了。玩什么遥控飞机？你忘了，你的遥控飞机被围裙妈妈没收了。玩什么？什么玩什么？chơi gì chứ? Bán xong rồi không phải chứ? Chơi máy bay điều khiển gì chứ? Nhì vang là con quên rồi à? Nhì tờ giáo không phải chứ? Máy bay điều khiển của con bị vấy chuyển mama. Mẹ tạp về mua sâu là mua sâu là tịch thu. Nhì tờ giáo không phải chứ? Bị vấy chuyển mama mua sâu là máy bay điều khiển của con bị mẹ tạp về tịch thu rồi.玩什么遥控飞机？你忘了，你的遥控飞机被围裙妈妈没收了。好吧，我不玩遥控飞机了。那我现在就去告诉围裙妈妈，小头爸爸在偷偷的看球赛。好吧，我不玩遥控飞机了。好吧 ，thôi được được rồi， 我不玩遥控飞机了。Con không chơi máy bay điều khiển nữa。那我现在就，那我，那 vậy thì 我现在就 ngay bây giờ con 去 đi 告诉 có nghĩa là nói với mắt với 围裙妈妈，那我现在就去告诉围裙妈妈。thế thì bây giờ con đi mắt với mẹ tập về。小头爸爸 bố đầu nhỏ 在偷偷的看球赛，偷偷的 có nghĩa là lén lút。在偷偷的 đang lén lút 看球赛 xem bóng đá 在偷偷的看球赛 đang lén lút xem bóng đá 好吧我不玩遥控飞机了那我现在就去告诉围裙妈妈小头爸爸在偷偷的看球赛玩什么遥控飞机你忘了你的遥控飞机被围裙妈妈没收了好吧我不玩遥控飞机了那我现在就去告诉围裙妈妈小头爸爸在偷偷的看球赛遥控飞机就放在衣柜里遥控飞机真的在衣柜里遥控飞机 máy bay điều khiển 真的 thật là 在 ở 衣柜 tủ quần áo 里 ở trong遥控飞机真的在衣柜里。小头爸爸，你在干什么？小头爸爸，你在干什么？小头爸爸，bố đầu nhỏ，你在干什么？干什么了？làm gì？在干什么？đang làm gì？小头爸爸，你在干什么？bố đầu nhỏ anh đang làm gì thế让你以身作则教育大头儿子让你以身作则教育大头儿子让你让là bảo让你bảo anh以身作则 làm gương noi gương教育giáo dục dạy dỗ大头儿子 đầu to cú đầu to 让你以身作则教育大头儿子bảo anh làm gương để dạy dỗ cú đầu to 你不仅没有以身作则还帮大头儿子逃避惩罚你不仅没有以身作则
不仅空营，你不仅安空营，没有空格以身作则，恩谋làm gương。你不仅没有以身作则，安空营空恩谋，还帮大头儿子，还là còn帮giúp đỡ，还帮大头儿子còn giúp đỡ cô đầu to。逃避惩罚，逃避trốn tránh，惩罚trừng phạt hình phạt，逃避惩罚trốn tránh hình phạt。你不仅没有以身作则，还帮大头儿子逃避惩罚。遥控笔记就放在衣柜里。小头爸爸，你在干什么？让你以身作则教育大头儿子，你不仅没有以身作则，还帮大头儿子逃避惩罚。小头爸爸，对不起。小头爸爸，对不起。对不起了，心累。小头爸爸，对不起，我老娘高兴了。大头儿子，你知道我为什么要惩罚你和小头爸爸吗？大头儿子，你知道我为什么要惩罚你和小头爸爸吗？小头儿子，大头儿子，老东啊，你知道刚比我为什么为啥没？大头儿子，你知道我为什么？老大刚比为啥没要惩罚你反法刚和小头爸爸吗？把波斗鸟空。大头儿子，你知道我为什么要惩罚你和小头爸爸吗？因为我们打碎了花瓶。因为我们打碎了花瓶。因为bởi vì打碎，打碎làm vỡ。因为我们打碎了花瓶，因为chúng con làm bể bình hoa。你说错了，你说错了，错了sai，说错nói sai，你说错了，con nói sai rồi。小头爸爸，对不起。大头儿子，你知道我为什么要惩罚你和小头爸爸吗？因为我们打碎了花瓶。你说错了。如果你们老实地告诉我花瓶打碎了，我如果你们老实地告诉我花瓶打碎了，如果牛，如果你们老实，老实了塔塔将塔，如果你们老实地告诉我，告诉了哪位，告诉我哪位美，如果你们老实地告诉我牛还可以塔塔哪位美。花瓶打碎了，本花被烂破了。我一定会原谅你们。我一定会原谅你们，一定会。nhất định sẽ原谅他 thứ tha lỗi。我一定会原谅你们，mẹ nhất định sẽ tha lỗi cho hai người。可是你们不仅不告诉我，而且还想隐瞒自己的过错。可是你们不仅不告诉我，而且还想隐瞒自己的过错。可是，nhưng mà，不仅，không những，可是你们不仅，nhưng mà hai người không những，不告诉我，không nói với mẹ。可是你们不仅不告诉我，nhưng hai người không những không nói với mẹ，而且还想隐瞒，而且hơn nữa还想còn muốn。隐瞒nghĩa là che giấu，而且还想隐瞒，hơn nữa còn muốn che giấu自己的过错，自己chính mình自己的过错là sai lầm lỗi lầm自己的过错lỗi lầm của mình。可是你们不仅不告诉我，
而且还想隐瞒自己的过错。如果你们老实地告诉我花瓶打碎了，我一定会原谅你们。可是你们不仅不告诉我，而且还想隐瞒自己的过错。委屈妈妈，这次是我们错了，我作为爸爸以后一定会以身作则的。围裙妈妈，这次是我们错了，我作为爸爸以后一定会以身作则的。围裙妈妈没答辩，这次冷内是了我们错了。就完事了，围裙妈妈，这次是我们错了，没答辩冷内了往安事了。我作为爸爸，作为了冷，我作为爸爸安冷不以后。以后稍内一定会让人才以身作则，恩谋的就的而归告人养满，也就给大家注意给我用门来。围裙妈妈，这次是我们错了，我作为爸爸以后一定会以身作则的。大头儿子，既然我们做错了，就应该心甘情愿的接受惩罚。大头儿子，既然我们做错了，就应该心甘情愿地接受惩罚。大头儿子，老刀啊，既然你俩打你太太，既然我们做错了，中大懒塞肉，既然我们做错了，中大懒懒塞肉太，就应该跟你冷嫩。大头儿子，既然我们做错了，就应该。老刀啊，中大人懒塞肉体能冷意，心甘情愿的接受惩罚，心甘情愿，甘甘等愿，还听别问就得了，甘甘等愿，心甘情愿的接受惩罚，接受了，接娘接娘，接受惩罚，接娘很法，心甘情愿的接受惩罚，甘甘等愿，接娘很法。大头儿子，既然我们做错了，就应该心甘情愿地接受惩罚。你说对不对呀，我的儿子？嗯，知道了。你说对不对呀，我的儿子？嗯，知道了。你说刚来什对不对呀，对不对呀，对不对了，龙海空。你说对不对呀？刚才说对不对空？我的儿子，刚才古不？老大答来了，嗯，我知道了，嗯，知道了，嗯了，哦，还了，问，别提等为，知道了，别了，刚别了。你说对不对呀？我的儿子，嗯，知道了。委屈妈妈，这次是我们错了。我作为爸爸以后一定会以身作则的。大头儿子，既然我们做错了，就应该心甘情愿的接受惩罚。你说对不对呀，我的儿子？嗯，知道了。嗯，那就从明天开始，你们俩父子两个星期内不许看电视。那就从明天开始，你们两父子两个星期内不许看电视。那就委退，从明天开始，从的明天爱麦开始不到，从明天开始不到的爱麦，你们两父子两嗨父子加刚，你们两父子嗨加刚各位。那就从明天开始，你们两父子委退不到的爱麦嗨加刚各位。两个星期内，两个星期 hai tuần lễ 内，刚才是trong vòng， 两个星期内 trong vòng hai tuần lễ 不许看电视，不许 không cho không được 看 xem 看电视 xem TV， 不许看电视 không được xem TV， 两个星期内不许看电视。那就从明天开始，你们两父子两个星期内不许看电视。不许玩电脑，不许玩玩具，晚上八点必须睡觉，记住了吗？
不许玩电脑，不许玩玩具，晚上八点必须睡觉，记住了吗？不许玩电脑，电脑了没灯，不许玩 không được chơi, 不许玩电脑 không được chơi máy tính, 不许玩玩具 玩具là đồ chơi, 不许玩玩具 không được chơi đồ chơi, 不许玩电脑 不许玩玩具, 晚上八点 8 giờ tối, 必须 nhất định phải, bắt buộc phải, 必须 睡觉, bắt buộc phải ngủ, 晚上八点 必须 睡觉, 8 giờ tối bắt buộc phải đi ngủ, 记住了吗?记住，nhớ rõ, nhớ kỹ. 记住了吗? Nhớ rõ chưa? 不许玩电脑，不许玩玩具，晚上八点必须睡觉，记住了吗？那就从明天开始，你们俩父子两个星期内不许看电视，不许玩电脑，不许玩玩具，晚上八点必须睡觉，记住了吗？不是一个星期吗？不是一个星期吗？不是一个星期吗？ không phải là một tuần sao? 因为今天晚上又犯了错，所以要加倍惩罚。因为今天晚上又犯了错，所以要加倍惩罚。因为bởi vì今天晚上tối nay又来 một lần nữa, 犯了错, 犯错 là phạm lỗi, phạm sai lầm, 又犯了错, 来 phạm lỗi nữa, 因为今天晚上又犯了错, vì tối nay lại phạm lỗi nữa, 所以cho nên 要 phải 加倍 gấp bội, gấp đôi, 惩罚 trừng phạt, 所以要加倍惩罚, cho nên phải phạt gấp đôi, 因为今天晚上又犯了错,所以要加倍惩罚。不是一个星期吗？因为今天晚上又犯了错，所以要加倍惩罚。大头儿子，小头爸爸，一对好朋友，快乐父子俩。儿子的头大，手儿小。手牵小手。